Chào các em. Trong chương này, thầy sẽ hướng dẫn các em viết các phương trình động lực học của vật rắn chuyển động phẳng. Mục tiêu của chương là giúp chúng ta viết được các phương trình chuyển động của vật rắn trong chuyển động tịnh tiến, vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định và chuyển động song phẳng dưới tác dụng của lực và hệ lực. Từ các phương trình này, giúp chúng ta xác định được các đại lượng gia tốc của vật rắn chuyển động phẳng dưới tác dụng của hệ lực và tìm được các phản lực liên kết của vật rắn khi nó chuyển động có gia tốc dưới tác dụng của lực và hệ lực. Nội dung chúng ta sẽ khảo sát ba chuyển động: vật rắn chuyển động tịnh tiến, vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định và vật rắn chuyển động song phẳng. Phần đầu tiên, ta sẽ khảo sát chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến thì các điểm thuộc vật nó sẽ chuyển động có vĩ đạo giống nhau và vận tốc cũng như gia tốc của nó giống nhau do đó khi đối với khảo sát chuyển động tình tiến chúng ta chỉ cần lấy khối tâm của g của vật để khảo sát thì giả sử gia tốc của khối tâm g này là ag như hình vẽ phương trình chuyển động của vật rắn nó sẽ có dạng là tổng lực tác động lên vật rắn sigma f đúng không? nó sẽ bằng khối lượng của vật nhân với lại gia tốc tại khối tâm của vật như vậy là sigma F bằng M nhân cho AG. Sigma F đây là bao gồm là các cái tải trọng tác động lên vật thể, bao gồm các lực F1, F2, F3, F4 vân vân, các cái ngẫu lực tác động lên vật M1, M2, M3, trọng lượng của vật và có thể bao gồm các thành phần phản lực liên kết tác động lên cái vật rắn này. Và vế phải của phương trình nó chính là khối lượng và nhân cho gia tốc AG. Như vậy cái vector MAG này nó sẽ cùng phương cùng chiều với lại AG. Độ lớn của nó sẽ khác biệt ở chỗ cái khối lượng này thôi nha các em. Đó đây là cái phương trình ở dạng vector. Nha. Phương trình ở dạng vector. Từ phương trình này. ta hay lấy là nó chính xác là từ định luật hai Newton đó các em. À, F bằng M nhân A. Nhưng định luật hai Newton áp dụng cho hệ chất điểm. Tức là vật rắn thì nó sẽ có dạng như thế này. Rồi. Thì ở dạng vô hướng cái phương trình này chúng ta sẽ khai triển ra ha chúng ta lần lượt ta chiếu với trái và với phải của phương trình này lên trục x lên trục y và sau đó chúng ta lấy moment đối với một điểm cái vector m a g nào cùng phương cùng chịu với a g chúng ta sẽ phân tách ra thành hai thành phần m a g x m a g y. a g x và a g y đây là hình chiếu của a g lên trục x và lên trục y do đó phương trình chúng ta sẽ có dạng như sau ta sẽ khai triển thành ba phương trình. Phương trình hình chiếu lực lên trục x của vế trái nó sẽ bằng hình chiếu của vế phải lên trục x, tức là sigma fx bằng m z. À phương trình thứ hai, hình chiếu vế trái lên trục y bằng hình chiếu vế phải lên trục y. Và phương trình thứ ba là phương trình moment của cái hệ lực nằm phía bên vế trái này lấy đối với điểm G nó sẽ bằng moment của hệ lực bên trục lực bên phải đối với điểm G. Thì cái hệ bên phải đó thì do là nó đi qua cái điểm G đúng không ạ? do đó thì cái moment của nó đối với điểm G sẽ bằng không. Như vậy là chúng ta sử dụng ba phương trình này để chúng ta giải quyết cho cái bài toán vật rắn chuyển động tình tiến nha các em. Để giải quyết được cái bài toán này đó, thì thầy sẽ tóm gọn lại thành thông qua các cái bước như sau. Đầu tiên á là các em sẽ chọn cho thầy cái hệ trục tọa độ xy để mà các em chiếu đó. Hệ trục mà các em sẽ chiếu là như thế nào? thì tùy thuộc vào cái chuyển động của vật rắn như thế nào mà hệ trục tọa độ x, y, ta chọn cho nó phù hợp nha các em ví dụ vật rắn chúng ta chuyển động thẳng thì gia tốc nó nằm trên cái đường thẳng này các em có thể chọn phương x là cái phương nằm ngang phương y là phương thẳng đứng hoặc các em có thể chọn phương x là phương nằm nghiêng phương y là vuông góc với lại cái trục x này đúng không ạ hoặc là khi vật rắn chuyển động quay quanh không phải là chuyển động quay nhé mà là chuyển động cong đó vật rắn chuyển động tịnh tiến mà quỹ đạo là đường cong thì chúng ta sẽ có hai thành phần gia tốc gia tốc đúng không ạ gia tốc pháp tuyến này này là gia tốc tiếp tuyến này đúng không như vậy thì cái trục x và trục y cũng có thể là ta chọn theo phương tiếp tuyến và phương ta pháp tuyến và lại cái đường cong nhớ các em và như vậy là cái vấn đề hệ trục tọa độ x y ta chọn tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể ha chứ không phải là chúng ta có một hệ trục cố định ta chọn là trục thẳng đứng lúc nào cũng nằm ngang thẳng đứng là không đúng nha rồi cái bước thứ hai là các em sẽ vẽ cho thầy cái sơ đồ giải phóng liên kết và cái sơ đồ động học của vật rắn sơ đồ giải phóng liên kết giống như ta khảo sát phần tỉnh học các em các em có cái vật rắn là cái thanh ab đúng không được treo bởi hai sợi dây ac và bc như trên hình và nó được nâng lên với cái gia tốc a đúng không nâng lên với gia tốc a thì ta thấy rõ ràng cái thanh ab đây là tỉnh tiến nha các em sơ đồ giải phóng liên kết của vật thể này ta giải phóng liên kết cho thanh ab giống như phần tỉnh học các em thanh này có trọng lượng là mg đúng không và các cái thành phần phản lực liên kết của nó đúng không giải phóng liên kết thanh ac uh, sợi dây ac và sợi dây bc thay bằng hai cái lực căng dây thay bằng hai lực căng dây tac và tbc đây là cái sơ đồ đúng không? giải phóng liên kết của vật rắn sơ đồ động học của vật rắn đây chính là cái vật rắn đúng không ạ chuyển động với gia tốc là a g hướng lên do đó sơ đồ động học của nó các em chỉ cần vẽ cho thầy là có một cái vector có cái độ lớn là M nhân cho AG như vậy là nó sẽ là vector MA như trên hình và sau đó chúng ta sẽ xác định các cái ẩn số trong cái bài toán của mình bao gồm những ẩn số nào trong trường hợp này tìm lực căng dây AC và dây BC do đó có hai ẩn số là TAC và TBC có một số bài toán cái đại lượng gia tốc này không có cho trước do đó có thể thêm ẩn số là gia tốc A nữa nha các em và chúng ta sẽ viết phương trình chuyển động của vật rắn này. Thì phương trình chuyển động nó sẽ bao gồm hai phần. Vế bên trái nó sẽ bằng với bên phải, hiểu không? Vế bên trái là cái gì? Cái sơ đồ giải phóng liên kết nè, bên phải là sơ đồ động học nè. Bên trái bằng bên phải, hai trường hợp này bên trên và bên dưới đó. Rồi. Nó sẽ có ba cái phương trình. Phương trình thứ nhất là hình chiếu của cái phần tĩnh học này nè lên trục x. Đúng không? Nó sẽ bằng hình chiếu của phần động học lên trục x. Trong trường hợp này là hình chiếu của nó theo phương x đó, là bằng 0 đó các em. Phương trình thứ hai là phương trình hình chiếu phần tĩnh lên trục y và bằng đúng không? hình chiếu phần động lên trục y. Và phương trình thứ ba là phương trình moment của phần tĩnh đối với điểm G bằng moment phần động đối với điểm G Hoặc là các em có thể đúng không? cũng dùng cái dạng thứ ba phương trình này tuy nhiên cái moment đó, các em không cần lấy điểm G nữa mà có thể lấy đối với điểm A hoặc điểm B bất kỳ trên vật rắn. Đúng không? thì phương trình lấy moment đối với điểm A đẳng chẳng hạn thì chúng ta sẽ triệt tiêu được ẩn số là TAC ví dụ như vậy đúng không nhưng mà nó khó khăn ở chỗ là khi lấy moment khác với điểm G á, thì cái moment của phần động đối với cái điểm A này nó sẽ khác không nha các em nó sẽ bằng là moment của MA này nè lấy đối với điểm A đúng không rồi và từ đó chúng ta giải hệ phương trình này đó, chúng ta tìm ra các ẩn số thôi các em thầy sẽ lấy một cái ví dụ à, cũng là cái mô hình bài toán lúc nãy dầm AB có khối lượng là M nhé à, được nâng lên với gia tốc A như trên hình à, tùy vào thực tế M bằng bao nhiêu A bằng bao nhiêu ta thấy vô nhé hãy xác định lực căng dây AC và lực căng dây BC đúng không ạ và cho chiều dài của AB bằng L như vậy là chúng ta sẽ chọn cái hệ trục tọa độ khảo sát bài này chúng ta sẽ chọn chọn cái trục thẳng đứng và trục nằm ngang đúng không đúng không là nó phù hợp như vậy sơ đồ vật thể tự do chúng ta vẽ ra ở cái bước tiếp theo sơ đồ vật thể tự do của thanh AB hồi nãy chúng ta biết rồi đúng không ạ chúng ta sẽ có trọng lượng của vật đó là mg thanh AB lực căng là t AC đúng không ạ và TBC đấy như trên hình sau đó chúng ta vẽ sơ đồ động học của vật sơ đồ động học vật này có gia tốc a hướng lên do đó cái vector với bên, bên phải của phương trình nó sẽ là m nhân cho gia tốc a này nó sẽ hướng lên rồi bước tiếp theo chúng ta xác định hai ẩn số đó là tac và tbc và bước tiếp theo nữa là chúng ta viết phương trình động lực học phương trình này ta thấy hiểu đơn giản hơn nôm na là gì cái sơ đồ vật thể tự do không nó sẽ bằng với cái sơ đồ động học tức là cái phần tĩnh nó sẽ bằng phần động đúng không thì chúng ta viết phương trình như sau phương trình thứ nhất. Đúng không? Ta chọn trục x và trục y nằm ngang hồi nãy rồi. Tôi sẽ chiếu cái phần tỉnh lên trục x. Đúng không? Sẽ bằng hình chiếu phần động lên trục x. Chiếu phần tỉnh lên trục x nó sẽ bao gồm nè. TAC khi chiếu lên trục x là TAC nhân cos 30. Đúng không các em? Dấu cộng nha. Trục x ta chọn hướng phải. TBC đúng không? Khi chiếu lên trục x là sẽ mang dấu trừ trừ TBC nhân cos 30, MG chiếu lên trục x là không. Hình chiếu phần tĩnh nó sẽ bằng hình chiếu của phần động lên trục x. Cái vectơ MA là cái với phần động nè, ta sẽ chiếu lên trục x, rõ ràng là khi chiếu lên trục x nó sẽ bằng 0. Đúng không? Ta sẽ được một phương trình. Từ phương trình này sẽ cho kết quả là hai cái lực căng dây TAC và TBC nó sẽ bằng nhau. Phương trình thứ hai chúng ta sẽ chiếu phần tĩnh lên trục y, đúng không? chiếu phương trình tổng quát lên trục y nó sẽ bằng là phần tĩnh chiếu lên trục y sẽ bằng phần động chiếu lên trục y phần tĩnh chiếu lên trục y TAC nhân sin 30 đúng không ạ TBC chiếu lên trục y là dấu cộng TBC nhân sin 30 MG khi các em chiếu lên trục y ứng xuống bằng dấu âm ngược chiều với y hình chiếu phần động lên trục y đúng không nó chính là bằng m vector m nhân a khi chiếu lên trục y sẽ bằng m nhân cho a này đầu lớn ha do nó hướng lên do đó khi chiếu lên trục y là dấu cộng đây là cái phương trình thứ hai bài này chúng ta có hai ẩn số đúng không do đó chỉ cần viết hai phương trình là đủ rồi các em tôi sẽ thế tac bằng tbc vô cái phương trình ở dưới và chúng ta giải ra chúng ta sẽ tìm ra cái kết quả tac bằng tbc bằng mg cộng cho ma như vậy là khác biệt ở phần tĩnh học và phần động lực học ở cái chỗ là nó có thêm cái phần gia tốc a ở đây nè các em như vậy các em thấy là khi mà hệ chuyển động như vậy thì cái gia tốc a xuất hiện nó sẽ làm cái lực gia căng dây của mình nó sẽ tăng lên chứ không phải giống như cái lúc đứng im nữa nha các em như vậy là từ đây giúp chúng ta được là thiết kế được cái sợi dây cho nó phù hợp nó không phải giống như phần tĩnh như vậy là khi chuyển động thì cái lực căng hay gọi là phản lực liên kết đó nó có thể lớn hơn hoặc có thể nhỏ hơn cái phản lực liên kết lúc tĩnh nha các em đây là cái ví dụ thứ hai một cái xe đẩy và một vật nặng có tổng khối lượng á là 100 kg đặt tại điểm G, đúng không? Trọng lượng khối tâm đặt tại điểm G như trên hình vẽ này. Nếu lực P là 100 newton tác động lên xe đẩy theo cái phương đây. Hãy xác định gia tốc của xe và phản lực liên kết tựa tại A và B. Thì việc đầu tiên là chúng ta xác định hệ trục tọa độ xy nó cũng đơn giản thôi, ta chọn trục x và nằm ngang phương y thẳng đứng thôi, cũng dễ. Bước tiếp theo là các em vẽ cho thầy cái sơ đồ vật thể tự do của cái xe đẩy này. Sơ đồ vật thể tự do, các em giải phóng liên kết cho chiếc xe. Chiếc xe thì chúng ta có liên kết tựa tại A và B, giải phóng liên kết ra, đúng không? Ta đặt vào đây các phản lực NA và NB tương ứng. Trọng lượng của vật chúng ta sẽ đặt vào ngay cái tâm G ở đây tôi chọn gia tốc trọng trường là bằng 10 m trên dây bình nha các em như vậy thì trọng lượng của nó sẽ bằng m nhân cho G tức là bằng 1000 Newton đó đây là là cái sơ đồ vật thể tự do này hay cái sơ đồ tỉnh đó các em sơ đồ tỉnh chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ động của vật này cái xe này chuyển động nằm ngang đúng không các em xe chuyển động nằm ngang vì vậy thì gia tốc tại khối tâm của chiếc xe đó nó sẽ theo phương nằm ngang giả sử là tác dụng lực như vậy thì tôi nghĩ là đoán được là cái gia tốc A này sẽ hướng qua bên phải do đó cái vector nó sẽ là M nhân cho A à, hướng về phía bên phải nha các em nếu các em đoán sai thì lát nữa ta tính ra dấu âm thôi chứ không vấn đề gì nha các em rồi sau khi mà chúng ta vẽ sơ đồ tỉnh sơ đồ động xong chúng ta sẽ viết các cái phương trình động lực học nha các em phương trình động lực học phương trình thứ nhất tổng hình chiếu hệ lực lên trục x đúng không nó sẽ bằng đúng không hình chiếu phần động lên trục x hình chiếu phần tĩnh lên trục x ta sẽ có đó là gì các em lực 100 khi chiếu lên trục x ta sẽ được là cộng 100 nhân cho 4 phần 5 đúng không ạ bằng hình chiếu phần động lên trục x hình chiếu phần động đó đó chính là m nhân cho a M khối lượng là 100 tư thế vô, A là gia tốc chưa biết. Từ phương trình này chúng ta sẽ tìm được gia tốc A của vật là 0,8 m trên dây bình. Tiếp theo, ta sẽ chiếu lên trục Y. Hình chiếu vế trái lên trục Y. Chiếu vế trái tức là chiếu phần tỉnh lên trục Y nghe các em. Ta chiếu cái phần này nè. Rồi, chiếu lên trục Y ta sẽ có NA và NB đều hướng lên hết, dấu cộng lực 1000 Newton hướng xuống dấu trừ. 100 Newton lực này khi chiếu lên trục y ta lấy là 100 nhân cho 3 phần 5. Hướng xuống dấu trừ. Bằng hình chiếu phần động, hình chiếu phần động lên trục y. MA nằm ngang chiếu lên trục y á là nó sẽ bằng 0. Tiếp theo, tôi sẽ lấy moment của hệ lực này đối với khối tâm G của vật. Ta sẽ có NA đúng không ạ? nhân cho cánh tay đòn là 0,6 đúng không trừ cho nb nhân cánh tay đòn là 0,4 và cái lực 1000 thì đi qua điểm J moment nó sẽ bằng 0 moment của lực 100 các em có thể thay bằng hai thành phần của nó lên trục thẳng đứng và lên trục nằm ngang lấy đối với điểm J moment của lực thẳng đứng đối với điểm J là 100 x 3 phần 5 quay qua điểm J ngược chiều kia đồng hồ do đó bằng dấu dương vậy là 100 x 3 phần 5 cánh tay đòn là khoảng cách từ phương của lực này đến điểm C, 0,7m. Lực nằm ngang, quay quanh điểm C cùng chiều kia đồng hồ, do đó moment mang dấu âm, trừ 100 nhân cho 4 phần 5. Cánh tay đòn là các em lấy khoảng cách 1,2 trừ đi 0,5, sẽ ra 0,7m. Sau đó ta lấy moment của vế phải đối với điểm G thì cái vector MA này của phần động thì nó đi qua G, moment nó bằng 0. Các em có thể kết hợp phương trình số 2, phương trình số 3 và ta giải hệ này, tôi sẽ tìm ra được NA và NB. Để tránh việc giải hệ này, chúng ta có thể lấy moment đối với điểm A hoặc điểm B thay vì lấy moment đối với điểm G thì đó khi đó phương trình số 3 nó sẽ có cái dạng khác đi một chút. Khi lấy moment đối với điểm A thì ta sẽ triệt tiêu được NA. Khi đó ta sẽ được là NB nhân cánh tay đòn là 1m và mang dấu âm. Lực 1000 moment là 0 1000 nhân 0.6 bằng dấu dương. Moment của lực 100 khi lấy moment đối với điểm A ta có lực nằm ngang là 100 nhân 4 phần 5. Đúng không? Nhân cánh tay đòn là 1.2 m, lực thẳng đứng là 100 nhân 3 phần 5. Nhân cánh tay đòn bây giờ là 1.3 m. Và moment của vế phải đối với điểm A bây giờ nó không bằng 0 nữa nha các em. Moment của MA này đối với điểm A sẽ là MA đúng không? Dấu trừ và nhân cánh tay đòn là 0,5 m. Phương trình này đúng không? Giúp chúng ta tìm ngay ra ra được NB và anh ta sẽ tìm được NB là 611 Newton. Và tôi thế vô phương trình ở thứ hai, chúng ta sẽ tìm được NA là 430 Newton. Ví dụ thứ ba, xe nâng có khối lượng 300 kg, có khối tâm đặt tại điểm D, nâng thùng hàng khối lượng 50 kg, khối tâm đặt tại C với gia tốc A là 2 m trên dây bình. Hãy xác định các thành phần phản lực liên kết tại A và B. Thì trong quá trình tính toán thì chúng ta sẽ bỏ qua khối lượng của cái khung nâng này. Thì việc trước tiên á là chúng ta sẽ chọn trục tọa độ. Ở đây thì bước này có thể bỏ qua, chúng ta sẽ chọn là theo phương đứng lượng ngang rất là dễ dàng rồi. À, bước thứ hai là các em sẽ vẽ vẽ cho thầy sơ đồ giải phóng liên kết của vật thể À là chính là chiếc xe này xe này đứng im nha các em do đó thì uh, cái trọng lượng của xe là 300 kg nhân cho gia tốc G là sẽ là 3000 Newton nha các em vậy là 300 Newton 3000 Newton ở C và C có khối lượng 50 kg về trọng lượng của nó sẽ là 500 Newton phản lực liên kết tại A và B chúng ta sẽ đặt do là liên kết tựa đứng im không có ma sát do đó phản lực liên kết sẽ là hướng lên hai phản lực này một phần thành phần NA và một thành phần NB hướng lên và sơ đồ động của cái hệ này chúng ta sẽ xác định là cái xe đứng im vật đi xuống với gia tốc a đúng không ạ vật này đi ra chuyển động với gia tốc a hướng xuống do đó thì cái vector ma nó sẽ là hướng xuống và ta xác định vô đây thế m 50 a là hai vô đây tiếp theo chúng ta sẽ viết phương trình chuyển động của nó viết phương trình chuyển động của nó phương trình hình chiếu lên trục x ta chọn x nằm ngang y hướng lên như vậy chiếu lên trục x hình chiếu của phần tĩnh lên trục x ta thấy rõ ràng là không hình chiếu phần động lên trục x cũng là không luôn phương trình chiếu lên trục y ta sẽ có na cộng nb trừ ba ngàn trừ năm trăm hình chiếu phần động lên trục y là vectơ 50 x 2 này giờ hướng xuống đúng không? Dấu trừ. Ok phương trình tiếp theo là chúng ta sẽ lấy mô men hệ lực này đối với điểm A. Khi đó thì sẽ triệt tiêu được NA. Chúng ta sẽ có là NB nhân cánh tay đòn 2. Lực 1000 thì nhân cánh tay đòn là 0.8 và lực 500 nhân cánh tay đòn là 3.5. Mô của với phải đối với điểm A chúng ta sẽ có là lực 500 nhân cho 2 này các em. Và nhân cánh tay đòn là đối với điểm A là 3.5. Và từ đó chúng ta sẽ giải ra phương trình này chúng ta sẽ tìm ra được phản lực liên kết NB và phản lực liên kết NA tôi thế NB vô phương trình 2 tôi sẽ ra được phản lực liên kết NA ở bài toán này các em có thể lấy mô men của hệ lực đối với điểm C nha các em khi lấy mô men đối điểm C thì nó sẽ triệt tiêu được cái vế phải Đúng không tự nhiên thì bắt buộc là khi lấy mô men điểm C có NA và NB chúng ta bắt buộc phải giải hệ nha các em